Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và Audio Chuyện Làng Ngọng Thân Mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 130 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan qua giọng đọc thể hiện của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Thanh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều, tập 130 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói Lúc bây giờ Dương Lăng chỉ nghe Liễu Biêu Khổ thật lại Trong lòng của hắn vẫn chưa có một khái niệm nào rõ ràng cả Đại quân sau khi đóng chạy xong Nhất định phải liên hệ với man nhân trước Xem thế nào để cứu thế tử ra Nếu như đàm hòa không thành Mới có thể động binh Cho nên hắn cũng không quá sốt ruột Chỉ lo đi tìm hiểu kỹ Bốn xung quanh một chút Để dùng đến khi cần Người nói đô trưởng man Lấy chống đồng làm của cải sau Bọn họ không sử dụng vàng bạc cái sao Dương Lăng dừng lại một chút, tò mò hỏi. Dạ không, vàng bạc chỉ sợ, ở trong tất cả các bộ tóc đều có nó là tài vật quý báu. Tuy nhiên, giống như người ô tư láng, lấy số lượng dê bò nhiều ít để thể hiện sự tài phú của mình. Còn đô trưởng man lấy trống đồng để thể hiện. Một chiếc trống đồng lớn thượng đắng, giá trị bạc trắng là 200 lượng, có thể đổi ngàn con trâu cái. Người đô trưởng man uống rượu mua vui phải đánh trống, bái thần hiến tế cũng phải đánh trống, lãnh binh tác chiến vẫn là phải đánh trống cho nên chống đồng trong mắt bọn họ chẳng những là sự tượng trưng cho của cải hơn nữa còn thể hiện cho quyền lực thể hiện sự may mắn thể hiện sự vũ dũng trong nhà ai nếu như có ba bốn chiếc chống đồng thì xem như có địa vị cực cao trong bộ lạc được mọi người kính sợ người đô trưởng man xem thường người hán tuy nhiên lại kính sợ một cách dị thường đối với gia cát lượng cho rằng ông ta là thiên thần không thể chiến thắng vì thế liền coi chiếc chống đồng thể hiện sự vũ dũng và chiến lực là chống gia cát. Dương Lăng nghe vậy trầm ngâm, Liễu Miêu lại nói: "Thần minh mà người đô trưởng man thờ phúng là con ếch thần, chính là con ếch nghi thức bái thần của bọn họ, chính là mặc bộ trang phục đặc chế mô phỏng động tác nhảy của ếch kìa. Cầu phúc với ếch thần, trên rất nhiều vách núi vách đá đều lưu lại bức tranh con ếch thần to lớn do họ tự vẽ ra. Tỷ chức thế qua một bức, vách đứng ngàn mét, cho dù lấy dây thừng buộc xuống để vẽ một bức họa lớn đến như vậy cũng không biết phải phí công phu bao lâu đây Như vậy, sự sùng bái của bọn họ đối với ách thần có thể đủ thấy được. Những thứ vụn vặt linh tinh này, Dương Lăng cũng không biết cái nào có thể dùng đến được, cái nào không. Tuy nhiên trước mắt, hắn cứ ghi chép từng cái lại. Hiểu càng nhiều về tính cách của người đô trưởng man, hiểu đối thủ càng nhiều, luôn có thể nắm chắc thêm phần thắng lợi. Dương Lăng nói, đô trưởng man có mấy ngàn thôn trái, phân bố giải rác xung quanh chư huyện. Thôn trại lớn nhất mới hơn trăm người, thế nhưng mà mỗi khi gặp chiến sự lại có thể tụ tập nhanh chóng hơn nữa trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng bộ tộc này của thật có chỗ độc đáo của nó nghe nói tộc trưởng của bọn họ là họ a âm đọc là cáp phải không liễu miêu nói dạ bẩm đại nhân vâng kỳ thực các bộ tộc đất thúc ví dụ như khương rồi miêu rồi di ô tư táng hơn trăm năm nay tạp cư cùng với người hán tiếp nhận học vấn của người hán đã hán hóa rất nhiều rồi còn được gọi là thục phiên những thành phần sống tại vùng núi xa xôi giá tính khó thuần còn thường xuyên rời núi cướp bóc thôn trại người hán thì được gọi là sinh phiên mà đô trưởng man thì lại là dị loại ở trong số đấy trước sau cô lập không qua lại với người hán tuy nhiên việc không lui tới này là chỉ bọn họ không qua lại với người hán tạp cư thôi cực kỳ bài xích người hán nhưng đối với rất nhiều thứ đồ của người hán bọn họ lại cực kỳ yêu thích kìa theo điều tra của ty chức đại tu trưởng của bọn họ là a đại từng phái rất nhiều người đi mua rất nhiều đồ sứ và tơ lụa hơn nữa nhìn thấy nghi thức đi tuần tra của quan viên triều đình thì cũng vô cùng hâm mộ rồi có lưu dân người hán đầu nhập vào chỗ bọn họ thúc ngựa cung phụng nghênh đón xúi dục a đại tù trưởng học theo người hán xưng hoàng xưng đế mỗi khi đi tuần đều ngồi xe ngựa tứ giá thân mặc trang phục theo rồng đỉnh đầu cũng che lóng dọc đường thì gõ trống khua chiêng liễu biêu nhịn cười nói Tuy nhiên A Đại cảm thấy hoàng đế nghe không uy phong bằng đại vương cho nên liền lệnh cho tộc nhân xưng lão là đại vương chứ không muốn xưng là hoàng đế. Khi gã truyền hạ mệnh lệnh cũng không gọi là thánh chỉ mà gọi là đại vương chỉ. Tống Tiểu Ái phì cười một tiếng, Dương Lang nghe đến đấy cũng nhịn không được nữa bật cười. Đúng lúc này, ngoài cửa có người hô to nói: "Thánh chỉ đến, Dương Lang tước chỉ." Dương Lang giật mình kinh hãi, không kịp suy nghĩ gì, liền vội vàng chỉnh trang phục đi ra ngoài chướng, chỉ thấy ba kỵ sĩ cưỡi trên ba con tuấn mã phong trần trên vai cắm kim kỳ hỏa tốc đặc chế của quân dịch hai người chu nhượng cận và bố chính sứ tham chính phong đại nhân không hiểu sao cũng đi theo ở phía sau trong lòng của dương lăng trầm xuống trong kinh đã xảy ra đại sự gì rồi đây hắn vội vã đi lên phía trước kéo vật áo quỳ xuống rồi cất giọng nói thần dương lăng tiếp trí người kỵ sĩ ở giữa tháo cái bọc lụa vàng ở trên vai xuống lấy thánh chỉ ra từ từ mở rồi nói Phụng Thiên Thừa Vấn, Hoàng Đế Chiếu Viết, Uy Võ Hầu, Trụ Quốc Thượng Tướng Quân, Nội Am Đề Đốc Dương Lăng, Phụng Chỉ Tuần Du Thiên Hạ. Lúc đó có giặc qua đi giáo, tập kích quấy rối hải vực Nam Cương. Khanh đã xuất lĩnh quân lục tính, làm xoái hổ lăng, khoác giáp, cầm thương. Thế như trẻ tre, đánh đầu thắng đấy, có thể bình định nhanh chóng dương cao uy phong của ta. Công danh hiển hách, chậm rất tán thưởng. Nhìn xuống chiều giã, chậm muốn cất nhắc người trí dũng lo chuyện trong ngoài. Và người đó chính là Khanh, Ái Khanh dốc lòng cống hiến, có công với đất nước. Thê tử của Khanh Hàn Thị, cử chỉ đại gia, dịu dàng điềm tĩnh, hiền lương thục đức, công việc quản gia có đố. Nghe đến đây, Dương Lăng khẽ nhích đầu gối đang tê dại mà thầm nghĩ trong lòng. Còn mẹ nó chứ, đây nhất định không phải Hoàng thượng viết rồi. Không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, đây đại khái là muốn thưởng cho mình, đoạn đầu sao nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy. Kỵ sĩ ở chân lưng ngựa, lấy hơi rồi tiếp tục nói. Này thê tử của Khanh Hàn Thị, hạ sinh lân nhi thông minh đáng yêu nhân phẩm tuấn tú chậm rất thích thu nhận làm nghĩa tử dương lăng trong đầu uỳnh lên một tiếng thân hình như bỗng nhiên bay lên ấu nương sinh rồi sao ấu nương sinh con trai cho ta rồi sao dương lăng vui mừng đến mức chỉ muốn hô to nhảy nhót ở phía dưới nói chuyện gì hoàn toàn không nghe thấy chỉ cần thấy màng nhĩ ong ong giống như uống hết hai cân rượu mạnh vậy kỵ sĩ ở trên lưng ngựa vẫn nói công lao của Khanh không gì kể hết nay kẻ phong đẳng nhất thầu được liệt thổ phân mau cả đời hưởng quốc ân Thê tử của khanh hàn thị gia phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ái tử của khanh thụ võ đức tướng quân thắng thụ võ tiết tướng quân con cháu của khanh tức là con của chấm con chấm hưởng phúc muôn đời thì con cháu của khanh cũng hưởng lạc muôn đời kỵ sĩ trên lưng ngựa vẫn tiếp tục nói công lao của khanh không gì kể hết được kẻ phong đẳng nhất thầu. được liệt thổ phân máu cả đời hưởng quốc cân Thê tử của khanh hàn thị gia phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân ái tử của khanh thụ võ đức tướng quân thăng thụ võ tiết tướng quân con cháu của khanh tức là con cháu của chấm con cháu chấm hưởng phúc muôn đời thì con cháu của khanh hưởng lạc muôn đời một lòng với nước thiên ngữ san lán ghi vào sắc thư cùng nhau giữ gìn khâm thứ chú thích liệt thổ phân mau chỉ thụ phong làm chư hầu thời cổ khi thiên tử phân đất phong hầu dùng cỏ chanh bọc bùn đất trên xã đàn trao tặng cho người được phong tượng trưng cho đất đai và quyền lực được gọi là liệt thổ phân mau dương lăng mặc dù vốn là hầu tước nhưng lại không thể thế tập hiện giờ thăng làm nhất đẳng hầu tước thì vị trí hầu tước này đã có thể tra truyền con nối đừng nghĩ rằng chỉ là sự khác nhau giữa có đẳng và không có đẳng nhưng đó lại là một bước lên trời cũng khó có thể vượt qua quan viên xung quanh nghe xong đều kinh sợ ước ao không ngừng còn về phần hà nấu nương khi dương lăng được phong làm trụ quốc thượng tướng quân đã là nhất phẩm rồi thế nhưng nhất phẩm phu nhân này cũng không phải là cáo mệnh cáo mệnh thì có sắc thư có quan bảo có bổng lộc địa vị đãi ngộ hiển nhiên là khác hẳn nhau khủng khiếp nhất đó là đứa con trai bà bối còn chưa nhìn thấy bộ dạng ra sao kia tuy nói là tiểu hầu gia thế tập nhưng phụ thân còn khỏe mạnh nó không có bất kỳ tức vị chức quan gì hiện giờ được hoàng thượng thu làm nghĩa tử không nói làm gì một tiếng mẹ còn chưa biết gọi đã thành ngũ phẩm võ tiết tướng quân tuy là tám chức nhưng cũng ăn bổng lộc của triều đình trước đó vài ngày còn truyền rằng dương lăng thất sủng giờ thì ân sủng này rõ ràng là tột đỉnh dương lăng căn bản không thấy được ánh mắt phức tạp của mọi người nghe xong thánh chỉ thì mờ mịt quy bất động ở đó hồi lâu trái tim sớm đã bay ra về thành bắc kinh bay trở về hầu gia phủ nghĩ tới ái thê và kiều nhi của mình Đối với vị thiên tử đệ nhất sùng thần này, kinh sai truyền chỉ cũng không dám đắc tội, thì hắn không tiếp chỉ. Tên cẩm y vệ đấy lên nhảy xuống ngựa, cười dài rồi tiến lên trước đỡ hắn dậy nói. Chúc mừng hầu gia, mời hầu gia tiếp chỉ. Hả? À ừ, ừ. Dương Lăng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hai tay tiếp nhận thánh chỉ nói. Tạ ơn hồng ân của hoàng thượng. Dương Lăng tiếp chỉ đứng dậy, cẩm y vệ kia, tiếp tục nói. Hoàng thượng đặt tên cho điện hạ, Hoàng thượng nói cái tên này rất hay Đại nhân muốn đặt tên cho con trai gì cũng được Thế nhưng khi lạc tích Thì phải viết tên do Hoàng thượng đặt Dương Lăng vừa mới lấy lại tinh thần Nghe xong câu này liền thấy choáng váng Lần trước Hoàng thượng muốn răng sơn nhất thống Chu thọ vạn năm liền thuận tay đặt cho mình một biểu tự gọi là môn đời Vị Hoàng thượng này làm việc có chút không đáng tin cậy Không biết lần này sẽ đặt cho con trai mình cái tên gì đây Dương Lăng lo lắng đề phòng mà nói Vâng thần tuân trí chỉ có điều không biết hoàng thượng đặt cho con trai thần tên gì vậy vị cẩm y giáo ý kia hít mỗi một cái về mặt kỳ quái quái dị mà nói hoàng thượng ngóng trông điện hạ sớm ngày trưởng thành có thể tận trung vì nước cho nên đặt cho điện hạ cái tên là dương đại nhân dương đại nhân chúc mừng chúc mừng quan viên bốn phía tiến lên cả loạt về mặt cực kỳ hâm mộ chắp tay chúc mừng à, đa tá đa tá cùng vui cùng vui Dương Lăng giở khóc giở cười đáp lễ Chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái tự nhiên Lại nói Dưới sự thấp tùng của thị vệ Dương Lăng đi thăm hỏi quân doanh Triệu kiến quan viên ở địa phương Rồi đi một vòng quanh các thôn trang nông trại ở gần đấy Cảm nhận một chút phong thổ nhân tình ở nơi đây Mỗi khi đến một nơi Các quan viên nghe thấy Dương Khâm Sai có tin vui Sinh con trai Được đương kim hoàng đế nhận làm nghĩa nhi can điện hạ Thì không khỏi A-dua định hót một phen Dương Lăng nghe thấy ba tử Dương Đại Nhân Thì cả người luôn cảm thấy không tự nhiên chắc hẳn ông nương đang ở nhà cũng không biết nên khóc hay là nên cười đây. Trong đó có sáng nghĩ nhất vẫn là câu nói chúc mừng của lang binh tổng binh, tống tiểu ái. Chúc mừng Dương Đại Nhân có thêm Dương Đại Nhân. Làm cho Dương Lăng phải mở lòng bật cười ha hả. Rồi trải qua hai ngày tìm hiểu, từ một Dương Lăng xuất bài không theo lẽ thường, trong lòng cũng ngầm có những tính toán đối với việc bình định. Khi hắn vượt tiến đến tự châu, đã sắp xếp cho những lái buôn có qua lại với đôi trưởng man lên núi đưa tin mời đối trưởng Man phái người nghị đàm với triều đình. Cho tới hôm nay vẫn chưa có tin tức gì trở về. Bây giờ xem ra khả năng động binh là rất lớn. Dương Lăng chuẩn bị triệu tập quan viên văn võ để nghị sự. Dù sao nội bộ cũng phải thống nhất bước đi rồi mới nói tiếp được. Dương Lăng vừa mới chạy về doanh trại, không đợi hắn truyền lệnh tập hợp tướng lĩnh về doanh thì Ngũ Hán Siêu liền vội đi đến, chắp tay nói: "Đại nhân, mời mau trở về trướng, nếu đại nhân có chuyện quan trọng cần bấm, Tống Tiểu Ái cũng trà trộn trong thân quân của Dương Lăng, thấy Ngũ An Siêu vừa nói, ánh mắt vừa quét về phía mình, bèn dương cầm lên, mặt không biểu cảm mà nhìn hắn, khiến cho Ngũ An Siêu không khỏi xấu hổ mà cười. Hai ngày nay, Dương Lăng vui vì có ái tử, thế nhưng không phải che che giấu giấu, giống như là Liên Nhi sinh con, cho nên tâm tình vui sướng, cực kỳ cao hứng. Thấy bộ dáng càn bướng của cặp tiểu ăn gia này, trong lòng của hắn không khỏi thấy buồn cười. Hai ngày hôm nay, Ngũ Văn Định bận đốc thúc chuyện vận lưng thảo vẫn chưa bất được thời gian chờ chuẩn bị chút thời gian rảnh rỗi hắn sẽ tìm vị đại nhân ngang bướng này để mà nói chuyện tiểu ngũ và tiểu ái tuy đang giận dỗi nhau thế nhưng tình cảm giữa hai người rõ ràng không hề suy giảm thỉnh thoảng giận dỗi cũng là một thứ gia vị cho nên hắn cũng lời ra mặt giải hòa mấu chốt là ở chỗ ngũ văn định kia dù sao cũng phải giải quyết xong cái lão già này mới được dương lăng xuống ngựa đưa cây roi cho thân binh rồi nói với ngũ hán siêu ta biết rồi gọi quan viên văn võ lập tức đến đại chứng của ta bổn quan muốn tụ chúng nghị sự nói xong hắn dẫn theo tống tiểu ái bước nhanh thẳng đến doanh chứng của mình lữ Miêu thấy dương lăng vội vàng chắp tay nói à, chúc chúc mừng chúc mừng chúc chúc mừng dương lăng khẩn trương ngắt lời nói cùng vui cùng vui nhưng thám thính được tin tức quan trọng của đôi trưởng man chưa lữ Miêu lắc đầu ngượng ngùng nói tỷ chức vội vàng thế đấy là vì nghe được một số tin tức bất lợi cho đại nhân nếu tin tức đã chuyển vào trong núi Chỉ sợ sẽ vô cùng bất lợi cho thế tử Thần sắc của Dương Lăng căng thẳng Vội vàng hỏi Sao đã xảy ra chuyện gì Lữ Biêu nói Hiện tại khắp nơi đều loan truyền Dương chém đầu giết người như ngoé Đã đến tứ xuyên giam lỏng thục vương Tước đoạt đại quyền quân chính của ông ta Muốn dụng binh động võ với đô trưởng man Thậm chí tàn sát cả dân tộc Thì chức đã bí mật bắt mấy người thẩm vấn Thì nhưng vẫn không tìm được mấy ngọn nguồn Truyền bá tin tức này đám người này cũng chỉ là những kẻ bảo sao hay vấy thế nên thi chức đã thả bọn chúng ra rồi dương lăng nhíu chặt lông mày chuyện này là do kẻ nào vậy đặt đây đây chẳng phải là đang ép thế tử chết hay sao tin tức một khi truyền vào trong núi dương lăng lo lắng đi lại ở trong phòng một lúc ngẩng đầu lên rồi lại suy nghĩ một hồi hắn chậm rãi lên tiếng cứ tiếp tục điều tra xem có tìm thấy được manh mối gì không nào đô trưởng man nhất định sẽ phái tham báo đi thăm dò khắp nơi Tin tức chắc chắn sớm đã chuyển vào trong núi rồi Nếu như thế tử có nguy hiểm gì Thì hiện tại chúng ta cũng đã ngoài tầm tay với Chỉ có thể lặng lẽ đợi tình thế phát triển Người cứ đi trước đi bổn quan lập tức nghị sự với các quan viên văn võ đã Dạ vâng Lữ biêu chắp tay Lắc mình lui ra ngoài Dương Lăng ngồi trở lại trước bàn Cầm chén trà từ từ suy tư lúc lâu Tống Tiểu Ái nhu thuận ngồi một bên Chớp đôi mắt to tròn lặng lặng nhìn hắn Qua một hồi lâu sau Ngô Hán Siêu cũng khẽ mở cửa phòng nói Đại nhân, chúng quan viên đều đã đến đông đủ rồi. Dương Lăng cật gật đầu, thấy hắn đang nhìn Tống Tiểu Ái, bèn nói. Người lưu lại đi, bổn quan tới tiền sảnh nghị sứ. Quan viên văn võ tập hợp đông đủ đang ngồi chỉ xào bàn tán trong xoay trướng. Dương Lăng dẫn theo hai thân binh đi vào từ phía sau. Trong trướng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Lăng ngồi vào chỗ của mình trên công đường rồi hắn lên tiếng. Chưa vế, trong núi vẫn chưa có tin tức gì truyền ra cả vậy mà phía của chúng ta khắp nơi đều nổi lên tin đồn thối bây giờ trong bách tính truyền rằng bổn quan đến tự châu là ôm mục đích chiến tranh hơn nữa còn giấy binh sắt tộc đối với đô trưởng man chỗ thế tử có thể có nguy hiểm tự châu chi phủ phùng kiến xuân nghe vậy liền vội vàng chắp tay nói đại nhân không cần lo lắng đây chẳng qua chỉ là mánh khóe quen dùng của đô trưởng man bọn họ tập kích quấy rối khắp nơi từ trước tiên này không phục phương pháp triều đình mỗi khi có dụng binh đao trừng trí bọn họ liền phát tán ra những lời đồn đại tương tứ để kích khởi sự sợ hãi vào lòng người kia. Tứ xuyên đạo ngự sử tô khắc cũng vút cảm nói: có thể không động binh thì vẫn không nên động binh. đất thục là trọng địa của tây nam, phản loạn người bắc nếu không nhanh chóng được bình ổn, các bộ lạc dân tộc khác cũng theo đó mà nổi lên. tứ xuyên có thể yên bình hay sao? tứ xuyên không yên, giang nam đại binh ta cũng sẽ chấn động. năm đó dụng binh hai mươi vạn, qua bốn năm mà tất đất cũng không thể giữ được cũng không thể lấy một bài học thất bại bổn quan cũng cho rằng ngoài việc không đồng ý để cho hắn quan hắn dân rời khỏi tự châu ra có thể cố gắng mang lại cho họ ít ưu đãi biến thủ thành bán thì vẫn là tốt hơn dương lăng từ từ quan sát mọi người cuối cùng ánh mắt rơi xuống chân người của chu nhượng cận hắn chắp tay nói nhị vương tử ý của vương tử như thế nào chu nhượng cận đại khái nói cái khó của đường thúc còn khó hơn cả hoài tây tây bắc kìa dụng binh xác thực là phi tượng sách rồi tại hạ cho rằng nên châu an là thích hợp hơn nếu không được cũng coi như là lá mặt lá trái cứu gia huynh ra trước vậy tại hạ có dẫn đến một hảo hữu huynh ấy quen thuộc các con đường thuộc những nơi cứ điểm của đô trưởng man nếu không thể nghị hòa xin đại nhân phái cho tại hạ một nhánh tinh binh tại hạ muốn cùng hảo hữu dùng kỳ binh vào núi giải cứu gia huynh lời này của chu nhượng cận vừa nói ra rất có hào khí chúng quan viên nghe xong lộ ra vẻ xúc động thuộc vương gia quả nhiên phụ tử tử hiếu huynh hữu đệ cung gia đình nề nếp cẩn thận thế nhưng dương lăng chậm rãi lắc đầu bây giờ lời đồn thổi truyền ngôn của dương chém đầu tạo ra thế bất lợi cho thế tử khó đảm bảo rằng sẽ không có người nghi ngờ chu nhượng cận thủ lợi từ giữa vị nhị vương tử này hiện tại hoàn cảnh bất tiện lần này chủ động xin đi giết giặc hắn muốn đánh bạc tính mệnh để thể hiện cõi lòng thế nhưng nếu không cứu được thế tử ra cũng đành còn nếu ngay cả vị thứ thế tử này của thục vương cũng bỏ mạng trong núi Vậy mình chẳng phải sẽ biến thành sao chổi thật rồi hay sao Tuy nhiên nghe ý này của Chu Nhượng Cận hiển nhiên cũng tán thành việc chiêu an Dương Lăng nhìn một lượt các quan viên ánh mắt nhìn về phía trước Bỗng mí mắt của hắn hơi nhau lại Nhìn chăm chú vào chiếc cá bò xanh ở một góc cạnh cửa ra vào Nhìn màu sắc quan bào thì vị này hẳn là một vị quan thất phẩm Trong đại trướng ai ai cũng lớn hơn hắn nên đã chen hắn vào trong góc cửa màn trướng được nhấc lên ánh mặt trời lên vào bên trong chiếu đúng lên ống tay áo của người này chỉ thấy quan bảo áo xanh đó nhăn nhăn nhúm nhúm đôi giày trên chân còn vướng vài mảnh lá trong lòng của dương lăng không khỏi khẽ động tuy nói quan viên đại minh bổng lộc thấp nhưng ai chả có miếng riêng trông thảm như vậy tại địa phương nhất định danh tiếng không tệ nói thế nào cũng là một quan thanh niêm nói không chừng hắn ta có kiến giải gì đó đặc biệt thì sao bởi ánh sáng bên ngoài rất mạnh dương lăng nhìn không rõ bộ dạng của người này hắn bèn chỉ chỉ nói người là quan địa phương ư tiến lên trả lời dương lăng không thấy rõ người nọ người nọ cũng không nhìn dương lăng loại hội nghị này thì hạng quan như hắn đến đây cũng chỉ như đồ bài trí căn bản không chen nổi lời vị nhân huynh này hai mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm hai con ruồi đang bay lượn đến xuất thần dương lăng gọi hắn tất cả quan viên lũ lượt đưa ánh mắt về phía đấy cho đến khi một vị quan bên cạnh dùng cùi trỏ chọc vào người hắn ta vị nhân huynh này mới phát hiện sự yên lặng trong trướng cả đống quan viên đang rót ánh mắt vào mình điều này làm cho hắn ta hoảng sợ vội vội vàng vàng đứng dậy tiến lên thi lễ nói ở hạ quan bái kiến khâm sai đại nhân dương lăng mặt lộ ra vẻ không vui phật ý nói bổn quan ở đây tụ chúng nghị sự xem cái bộ dạng của ngươi là quan viên địa phương đúng không sao lại làm ra cái vẻ không liên quan đến mình như vậy đang đi vào cõi thần tiên nào vậy vị quan kia nhìn qua tuổi không lớn lắm trông tướng mạo chỉ khoảng trên dưới 30, thế nhưng không để dâu, chắc chắn chưa đến 28, sắc mặt hơi vàng nhưng ngũ quan trông khá sáng sủa. Người này bị hỏi vặn càng thêm thích động, vội ngập người thi lễ nói: à, hạ quan là tri huyện bản địa Yên Cao Tài. Chỉ vì hạ quan người nhỏ lời nhẽ cho nên cho nên Thế thì đã sao, làm sao phải cam chịu xem mình nhẹ như vậy? Yên huyện lãnh, Yên Dương Lang đột nhiên nhớ tới hai ngày nay đi tìm hiểu xung quanh quan sát địa thế trong quá trình đi đến hương giã từng xuống ngựa nói chuyện với thôn dân vì hắn không mặc quan phục lại dễ gần những thôn phu kia tuy nhìn ra công tử quý giới nghe giọng nói cũng là người bên ngoài thế nhưng không ai đoán ra được hắn chính là dương chém đầu đại ma đầu bị hình dung là kẻ mặt giống như cái trung đồng miệng lớn dính máu thích mổ bụng moi tim giết người không chấp mắt cho nên dương lăng chẳng những hỏi được tình hình của địa phương từ miệng bọn họ đối với phong bình chỉ lời bình luận đánh giá của quan viên bản địa cũng từ biểu cảm ngữ khí của họ mà nghe được chút ý tại ngôn vị rồi nghe ngóng chút từ chỗ lưu biêu dương lăng mới biết được vị này là yên cao tài ở địa phương căn bản là một người ai ai cũng không ưa phong bình tệ đến cực điểm người hán ghét anh ta người đô trưởng man ghét anh ta còn các tộc nhân tạp cư như tàng di miêu khương ở đây thì không một ai không chán anh ta chính lệnh của nhân huynh này không ra khỏi phủ nói một cách khác là ra khỏi nha môn huyện thái gia thì không dùng được dân chúng nơi đây dễ sinh sự bọn nha dịch cũng không dám cưỡng chế chấp hành kết quả là yên cao tài trở thành bồ tát miếu thổ địa giống như con rối gỗ chính tích gì cũng không có cho nên bị dân chúng đặt cho cả đống tên hiệu như yên đại thần yên hoại thủy yên vô tài sau một hồi hỏi han cặn kẽ được dương lăng cho phép nói yên cao tài này thao thao bất tuyệt kể khổ về bản thân mình kể khổ về những chuyện mình đã trải qua ở trong cái huyện nhỏ này dương lăng giật mình vị nhân anh này nó đến mức chân tay múa máy than thở khóc lóc giống như trong đó rất có ẩn tình vậy dương lăng không phải người bảo thủ cũng không có chút để ý đến cái gì mà sự uy nghiêm của khâm sai hắn vội vàng chấn an vài câu gọi người dọn chỗ ngồi cho vị yên đại thần này để nghe anh ta nói một cách rõ ràng yên huyện lệnh xem ra cũng chẳng quan tâm đến ngồi chẳng thèm ngồi mà đứng vậy khoa chân múa tay ở trên đại sảnh dõng dạc mà tố khổ người này tuy xuất thân là lưỡng bảng tiến sĩ tài học đầy bụng thế nhưng trong lúc kích động cũng nói năng lộn xộn lời tới lời lui không đâu vào đâu nghĩ ra gì thì nói đấy dương lăng nhẫn lại nghe hồi lâu cuối cùng cũng nghe được đại khái hóa ra chuyện này lại phải bắt đầu nói từ ngày đại minh lập quốc năm đó đại minh giành được thiên hạ chu nguyên trương phân đất phong hầu Trong người con trai thứ 15 năm là chu xuân tại tứ xuyên năm đó phiên vương được phân đất ở các nơi áp dụng phương pháp đóng quân và chấn áp bằng vũ lực đối với sự phản kháng hoặc ít hoặc nhiều của thuộc địa phần đông dân tộc ở đất thuộc lúc bấy giờ phải chịu sự thống trị của triều nguyên đều chịu đủ sự bức khiếp và vũ lực. Cho nên, thủ lĩnh các bộ tộc đều mang lòng kính sợ đối với kẻ thống trị mới của đất thuộc này. Tuy nhiên Chu Xuân có danh xưng thuộc Tú Tài, khi đến Tú Xuyên lại không giới binh mã mà dùng lễ giáo hậu đại các tộc, còn mời đại nho Phương Hiếu Nhụ đến truyền giáo. Đến lúc này, thủ lĩnh các tộc trận địa đã sẵn sàng đón quân địch hết sức bất ngờ, chịu sự cảm hóa này, rất nhiều các bộ tộc đã tiếp nhận sự thống trị của Thục vương thuộc vương cũng vô cùng hậu đãi bọn họ không chỉ đã xác định được khu vực thuộc các bộ tộc mà trên vấn đề kinh tế luật pháp cũng hết sức khoan dung đối với bọn họ và lấy điều này làm chính sách căn bản để yên ổn đất thuộc nhưng từ đó cũng ra xuống một mầm tai họa các đại thuộc vương đều làm theo tổ tiên hậu đãi chư tộc nhằm thể hiện phẩm đức nhân hiền hậu ái của mình đến nỗi đã có chút phóng túng và quá khoan dung mà các tù trưởng đời đầu nhận thức qua sự thống trị của Minh Triều và Nguyên Triều cũng sớm đã qua đời những người kế thừa mới này từ nhỏ tập mãi thành quen với sự khoan dung hậu ái của thục vương phủ không chỉ không biết cảm ơn ngược lại còn được voi đòi tiền trong đó nổi bật nhất là đô trưởng man với dân phong dũng mãnh ít quan lại với người hán ví dụ như năm thiên tai cứu đói bởi vì chính sách lâu nay của thục vương triều đình phát ngân lượng cứu giúp thiên tai đều cấp phát cho họ trước người đô trưởng man không có thói quen để dành nhận được tiền vật thì đổi hết sang rượu thịt ăn đến khi trắng tay bền có lý chẳng sợ mà đi đòi tiếp Điều này hiển nhiên khiến cho người Hán vốn đã thiếu vật phẩm cứu tế thấy bất mãn. Quan viên địa phương mới nhậm chức được thượng cấp dạy bảo là phải biết lôi kéo chấn an không được sinh sự. Tiền nhiệm lấy đại cục làm trọng như thế nào để bảo đảm sự yên ổn một phương thì quan viên kế nhiệm tự nhiên cũng cẩn thận chặt chẽ. Phàm là những chuyện liên quan đến man tộc đều nhìn trước ngó sau kìm nén cơn giận. Dân chúng Hán Man địa phương tập trung ở chợ để buôn bán giao dịch, thuế phú thu khác nhau. Đô trưởng Man ít giao hoặc thậm chí không giao. Các thuế lại cũng phần lớn mắt nhắm mắt mở, nhưng đối với người Hán lại một xu cũng không cho. Việc giao dịch giữa Hán Man phát sinh tranh cãi, một khi ẩm ý đến công đường, quan viên nhìn thấy một người trong số đó là người của đô trưởng Man, liền có lý nghiêm trị người Hán. Vô lý phạt nhẹ người Man khiến cho đám người Man này càng thêm ngang nhiên, kiêu ngạo. Loại quan phủ này thiên vị vô điều kiện khiến cho người Hán giao dịch cùng bọn họ không có chút bảo đảm nào. Thương nhân tự nhiên không muốn kết giao cùng bọn họ cứ như vậy bọn họ lại cho rằng người Hán kỳ thị bọn họ Vì thế mới phát sinh chuyện ép bán ép mua Tuy nói răng sơn này của người Hán Quan lại bản địa cũng người Hán Nhưng ở đây người Hán ngược lại trở thành dân tộc thiểu số Hơn nữa quan phủ muốn dàn xếp ổn thỏa Nên có thiên vị với người Man Sự oán hận chất chứa trong lòng người Hán Mỗi ngày một nhiều thêm Càng không có còn cảm giác tin cậy thân cận với quan phủ triều đình nữa Tuy người Man nhận được nhiều thiên vị Thế nhưng địch ký với hán quan vẫn quá sâu hơn nữa cho rằng triều đình và người Hán yếu đuối có thể bắt nạt, hành sự càng lúc lại càng trầm trọng hơn. Cứ như vậy, quan phủ không có bất kỳ sự giúp đỡ từ bên Hán hay bên Man cũng không thể phát huy tác dụng, trở thành một bài trí vô dụng. Mâu thuẫn hai bên đang mất đi sự khống chế, mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Đây cũng là nỗi lòng mà Yên Cao Tài đang muốn nói với Dương Lăng. Dương Lăng nghe đến đây, lắc lắc đầu nói: "Uốn cong thành thắng, lấy căn do để giới định sự khoan nghiêm của luật pháp lấy sự giàu nghèo để giới định độ dày móng của thuế phú và cứu tế là hoàn toàn chính đáng, không gì đáng trách cả. tin rằng bất kỳ ai cũng không nói ra được lý do để mà phản đối. nhưng nếu lấy chủng tộc để giới định những điều đấy, thì loại bất bình đẳng này chỉ sẽ tạo thành ghen ghét, đố kỵ, oán hận càng tích càng sâu, sẽ có ngày hậu tích bạc phát mà thôi. Ồ oh. in huyện lệnh vừa nghe được lời này như gặp được tri ân, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt mày chạy đến trước mặt của Dương Lăng, nước miếng bay tứ tung mà nói: "Hạ quan, từng đem chuyện này dâng thư lên Nam Kinh hộ bộ, đem chuyện ưu ái hậu đãi, giáo hóa lôi kéo hiện nay đã biến tướng thành đặc quyền chiếu cố, gieo hại vô cùng. Hiện tại người man cảm thấy tự mình có thể giỏi hơn quan phủ, thêm chút quản chế liền kêu gào ầm ĩ, căn bản không có chịu đình ra gì cả. Hành động này cũng đã làm thương tổn đến dân chúng người Hán định cư tại đây, khiến cho họ hoặc là phải tha hương cầu thực, hoặc là đã có ân oán thì phải cùng giải quyết từ đó cũng không còn quan tâm đến sự hiện diện của triều đình nước kia kết quả việc thi chức nút giận vào trong Dùng túng đô trưởng man chính là đô trưởng man không coi thi chức ra gì cả người hán hận hạ quan đến thấu xương người dân các bộ tộc khác bị đô trưởng man ức hiếp cảm thấy buồn lòng vì cách phản án bùn nước lẫn lộn của hạ quan uy tín của huyện nha xuống dốc không phanh dân chúng có việc căn bán cũng không cáo lên huyện nha nữa kìa thuế lại xuất hiện trên đường phố bọn họ cũng oán hận ở trong lòng ngập đầy lửa dẫn thường xuyên sinh chuyện gây hấn. Hạ quan thực sự cũng có miếng mà khó trả lời được. Dương Lăng bất động thanh sắc, xoa xoa đứt miếng trên mặt, bỗng nhiên như tới những một chuyện rời rạc ở kiếp trước. Chuyện trước kia trong trí nhớ của hắn đã phai nhạt từ rất lâu rồi, thế nhưng ngay lúc này lại hiện lên một một. Đó là lúc vừa mới đi làm không lâu, đi tới một thành phố nọ du lịch, bị một người đàn ông địa phương đeo đao, mặt đầy dâu, trông rất hung tợn, ép bán cho hắn một miếng ngọc thạch. Miếng ngọc thạch đấy bằng quả trứng gà to, từ 800 tệ chủ động giảm xuống còn 80 tệ Tìm ai để nói lý đây cảnh sát và nhân viên quản lý thị trường đều chỉ biết khuyên hắn dàn xếp ổn thỏa hắn cũng chỉ biết bỏ tiền mua bình an mà thôi lúc đấy nếu như có những người anh em tử trung như ngô Hán siêu hoặc là lưu đại bồng trùy thì đâu phải chịu ước hiếp đến như vậy đem sự ưu đãi giúp đỡ đối với các địa chủ lạc hậu biến chất thành đặc quyền trên cơ sở bất công bất chính bất bình đẳng để đối xử với các chủng tộc khác chỉ càng khiến cho họ không ngừng nhắc nhở bản thân về sự yêu việt cảm và bất đồng về chủng tộc khơi mào sự phẫn nộ của những người chịu sự đối đãi bất công thời gian càng lâu loại mâu thuẫn này càng ngày cũng càng sâu sắc chính sách này của thục vương tuy có thể giữ được sự bình an nhất thời nhưng sao có thể ổn định và hòa bình lâu dài được dương lăng nâng cảm lên khẽ thở dài lúc này mới thấy yên huyện lệnh đang nhìn thẳng vào hắn vội vàng gật đầu nói um, bổn quan hiểu rồi chuyện này tuy ngươi có trách nhiệm thế nhưng cũng là thế xấu lâu ngày của quan trưởng đi đấy không phải tội của một mình yên đại nhân ngươi vừa rồi bổn quan cũng có hơi kích động yên đại nhân hãy bỏ qua cho mời ngồi xuống nói chuyện yên huyện lệnh chắp tay nói ta đại nhân thì chức cũng đang muốn nói khởi nguyên của chuyện này đây dương lăng tinh thần rung lên nói ồ oh, lần tranh chấp này nguyên nhân từ đâu ra vậy yên đại nhân có biết sao yên huyện lệnh nói vùng này có một hộ gia đình họ liễu mở xưởng dầu một ngày nó có mấy người đô trưởng man mang chim chỉ săn được tới cửa đồi dầu Thấy con gái nhà người ta xinh xắn, bèn buông lời trêu ghéo. Người Hán chúng ta tập sống nghiêm cấn, nên thấy rất khó chấp nhận chuyện này. Chủ quán giận dữ, bèn đuổi bọn họ đi ra ngoài, không muốn đối đầu với bọn họ nữa. Mà cũng chẳng muốn bán dầu. Kết quả là mấy người đô trưởng man đó mắng ông ta mấy câu, rút dao đâm chết ông ta. Hạ quan hổ thén, hổ thén. Trên huyện Lý, quả thực không đạt được gì cả. Nhưng mạng người quan trọng, Chuyện này không dám ngoảnh mặt làm ngơ, cho nên sau khi bổn huyện nghe hỏi, liền dẫn theo nha sai truy đuổi mấy tên hung đồ kia, đến đồng cổ lĩnh thì bắt kịp chúng, tóm được ba tên. Trên đường áp giải về huyện thành, người trong thôn trại bọn họ nghe tin chạy đến, khoảng trăm người, tay cầm đao thương hùng hùng hổ hổ. Hạ quan vô năng, chỉ có thể dẫn theo nha sai chạy trốn, còn người thì bọn họ cướp đi rồi. Bà ba ban nha dịch là táo tráng khoái của bổn huyện, cộng thêm người hầu lính quê ngục, kiệu phu tổng cộng gần trăm người, thật sự khó mà đối phó được với đám hung đồ không có phương pháp này bổn huyễn lại không có chú quân hạ quan chỉ đành gửi công văn cầu cứu chi huyện đại nhân thôi nghe đến đây chi châu phùng kiến xuân mặt đỏ lên hơi lộ ra vẻ bất an yên huyện lệnh đã chịu tủ nhục hai ba năm rồi hôm nay xem như chẳng còn gì để mất trên quan trường kỵ nhất là chỉ lỗi của cấp trên trước mặt mọi người cái tiếng này lọt ra ngoài từ nay về sau muốn lăn lộn trốn quan trường người muốn giúp đỡ y sẽ không còn nhiều Yên huyện lệnh cũng không lưu tâm, tiếp tục hăng hái nói: "Tri châu đại nhân muốn hạ quan ẩn nhẫn dẹp loạn, dĩ hỏa vi quý, bởi nguyên nhân chính là nếu như bắt người này thì cả trại sẽ đến cứu, còn nếu như áp chế trại thì cả tộc sẽ đến cứu, người man không biết vương pháp, gia tính khó thuần, lúc đó sự việc bộc phát mà không có cách nào giải quyết được, là Tri châu đại nhân đã lấy ra 20 lượng bạc để cho hạ quan đi chấn an nhà họ Liễu kia." Yên huyện lệnh lắc đầu, thở dài nói: "Làm như vậy giống như cháu uống thuốc độc giải khát vậy thử nghĩ mà xem giết người trước mặt mọi người rồi trốn về thôn trại của mình mà xem như chẳng có chuyện gì cả mắt thấy cái tình cảnh này ngay cả đổi lại là hạ quan là một người đọc qua sách thánh hiền thấy mà vương pháp mà không có chút đi hiếp như vậy chỉ sợ cũng rất chẳng kiêng nể gì ân để nón trả mà thôi sau chuyện này chỉ sợ rất càng thêm cổ vũ cho sự nghênh ngang của người man làm lạnh dân tâm của người hán không biết làm như thế nào cả mà tới được bước này đây sự nghênh ngang của người man sớm đã được dưỡng thành rồi giống như là vây ngược của dòng vậy. Chỉ có thể vỗ về, chứ không được làm trái ý. Nếu không, sẽ gây sự để ép buộc quan phủ. Hạ quan cũng có mang tâm tư riêng, chỉ mong trong thời gian hạ quan nhậm chức ở đây, không có loạn tử là được rồi. Cái hộ gia đình kia trái lái là cũng biết nhẫn nhịn qua lời khuyên bảo của hạ quan và nhận bác cũng không nhắc đến chuyện báo thủ nữa kia Ai ngờ chuyện này qua được 2 tháng, bọn họ không biết từ đâu ngầm kéo bang thủ đến, nhân lúc tên hung thủ kia say rượu rời khỏi phiên chợ đi đến chỗ hẻo lánh liền ra tay giết chết gã ta tiếp đó một mồi lửa thiêu rụi cả xương đầu cả nhà trốn đi không đâu biết cả thôn trại của man tộc chạy đến bồn huyện trà thu chủ sự đã trốn rồi bọn họ bèn giận cá chém thớt chút giận lên người hán khác bốn phía đốt giết đánh cướp một phen rồi ngang ngang bỏ đi đến lúc này người hán trong huyện nổi trận lôi đình cùng nói rằng triều đình không làm chủ được cho bách tính vương pháp nó không còn sót lại chút gì chúng ta chỉ có thể tự cứu mình mà thôi rồi có người đứng lên hô hào trong phút chốc tụ tập mấy trăm người đánh tới thôn trại của người man thôn trại người man bị tập kích tù trưởng đánh chống đồng thôn trại khắp nơi tụ tập về cứu giúp đầu tiên là giết lui người hán của bồn huyện sau đó nhất cỗ tắc khí cướp bóc của huyện lân Cấn, mới gây thành kịch biến như ngày hôm nay in huyện lệnh cười khổ nói quá mức thiên vị một mặt dung túng từ pháp bất công khiến cho người xem luật pháp không ra gì mà lại càng thêm kiêu ngáo thành phần tuân theo luật pháp thì quan bức dân phán bây giờ cơ sự tới nước này rồi ai còn đi truy cứu nguyên nhân sự việc như thế nào nữa đây đúng là ông nói ông có lý bà nói bà có lý chỉ có huyện thái gia hồ đổ như ta là vô lý thôi dương lăng sau khi nghe xong ánh mắt ngưng lại nói bổn quan được báo rằng đô trưởng man cướp chư huyện cùng quân liên khánh phú tàn sát trường ninh hơn nghìn người lửa đốt nạp khê ruộng đất nhà cửa hơn ngàn người đều thành trong bụi cá đánh tới sau cùng người man nói người hán tập kích đô trưởng man các huyện thì nói người man cướp bóc các quận huyện trước thành ra không ai biết nguyên nhân của cuộc phản loạn này là nằm ở đâu cả nếu người đã biết tường tận như vậy tại sao vừa rồi không nói một lời đi yên huyện lệnh bơ phờ lắc đầu nói hạ quan một là mang ý niệm nói ít tránh hóa mặt khác cũng là vì nản lòng thoái chí tiếp tục như vậy cho dù lần này Đáp ứng yêu cầu vô lý của đô trưởng man chấn an bọn họ không được vài năm thôi, bọn chúng chắc chắn sẽ lại làm loạn. Hơn trăm năm nay, đô trưởng man khi hàng thịt phán thay đổi thất thường, chính là cái đạo lý này, triều đình muốn ổn định và hòa bình lâu dài ư? Khó. Trong chướng lặng ngắt như tờ, Dương Lăng cũng lặng lẽ một lúc lâu rồi mới từ từ nói. Vậy nếu theo ý kiến của ngươi, ngươi làm như thế nào mới khiến cho bọn họ quy hóa được đây? Yên huyện lệnh lặng nhìn Dương Lăng một cái Lúc này mới trả lời Thứ nhất dùng vũ lực áp chế nhựa khí của họ Khiến cho họ quy hàng Từ bỏ suy nghĩ đối kháng Thứ hai xây thành trì Đóng quân võ Duy trì kỷ cương pháp luật Thứ ba hán man thế phủ lao dịch bình đẳng Để cho họ hiểu được rằng Pháp luật của triều đình không sinh lòng kiêu ngáo Không ngông cuồng Thứ tư bây giờ man trại là man trại Hán cư là hán cư Nói là tạp cư thế nhưng thực tế là ve bờ đắp lũy Cả đời không qua lại với nhau Chúng ta nên ép họ di dân sống chung với nhau kìa Chỉ cần 10 năm sau ắt có những cuộc hôn nhân dị tộc Chậm nhất là trăm năm Tất nhiên sẽ hòa hợp Thứ năm Đô trưởng thổ ti cho con vào thành đô Cứ một năm thay một lần Vừa làm con tin vừa khiến cho thổ ti tương lai Nhận biết được chữ hán Học hán văn Rồi đọc sách thánh hiền Thứ sáu Người man ngu muối Lạc hậu Chỉ biết hỏa canh lưu chúng Là một hình thức trồng trọt nguyên thủy Ban đầu dùng lửa đốt cỏ dại Sau đó dẫn nước gieo hạt vừa no vừa vui quan phủ phải giúp đỡ họ xây nhà xây cửa khai hoang đất đai dạy cách trồng trọt để cho họ có nhà có ruộng ăn cư lạc nghiệp kia còn thứ bảy xây trường học truyền thụ lễ nghi để cho con cháu người man đều được giáo hóa thứ tám mở cửa buôn bán để cho thương nhân đông tây nam bắc được qua lại trao đổi với nhau tin tức trong thiên hạ được lưu thông khoáng đạt tầm mắt mở rộng tầm nhìn lúc đó có dùng bình đĩnh để đánh đuổi chỉ sợ bọn họ cũng rất không muốn chui vào trong rừng rậm núi sâu mà cam qua cuộc sống dã nhân đâu Dương Lăng khi nghe hai điều đầu tiên Thì chỉ vút cảm im lặng Đến điều thứ ba Thì vội vàng phất tay áo bảo Bảo thầy ký ghi lại Tám điều bình man của yên huyện lệnh nói xong Dương Lăng vui vẻ hẳn lên lướt qua bàn xử án Nằm lấy tay của anh ta liên tục khen ngợi Yên đại nhân quả nhiên là tài cao Đúng là thần nhân mà Yên huyện lệnh cười khổ nói Sự đoan lần này Có thể nói là từ bổn huyện mà lên Hạ quan Thân mang tối Đại nhân không nói hạ quan là yên đại thân Thì trong lòng đã rất vui rồi Nào dám nhận hai chữ thần nhân đây Dương Lăng cười ha hà nói Đáng chứ, đáng chứ Quân quá tài mà không thể tận hết tài Thì không phải lỗi của quân Tám sách lược bình man này Đương nhiên không thích hợp với tất cả dân tộc trong đất thuộc này Nhưng đô trưởng man Xưa nay giá tính khó thuần Đã trải qua trăm năm mà không chút quy hóa Thường xuyên quấy rối địa phương, phản loạn tạo phán và lại đô trưởng man cư trú chỉ có mấy huyện thôi cả tộc cũng chỉ có hai ba vạn người dân số ít nói muốn dùng cái sách này dễ như trở bàn tay tin rằng chính thục vương phú có thể giải quyết được việc này bộ tộc này tuy nhỏ thế nhưng khi sinh sử lại phải điều động mấy chục vạn đại quân tiền lương hao phí vô số tin rằng triều đình cũng sẽ chấp nhận phương án này nhất lào vĩnh giật trong lòng của yên huyện lệnh vui mừng nhưng ánh mắt anh ta chợt lóe lên thấy quan viên có mặt ai ai cũng sắc mặt không vui ánh mắt nhìn anh ta mang đầy vẻ phức tạp khó lường trong lòng không khỏi trầm xuống trong quan viên đất thục thục vương nguy vọng là cao thượng hôm nay những lời này chẳng khác nào ngay mặt chỉ trích thục vương thì chính bất ổn còn để lộ ra chuyện quan viên các cấp vì bảo vệ bản thân trong thời gian nhậm chức được bình an vô sự nhằm nâng cao chính tích cá nhân mà ngồi nhìn mâu thuẫn phát sinh kích hóa đùn đẩy tắc trách bình nước tưng đục ngầu không ai đụng vào thì xem như thôi đi hôm nay tự mình khuấy nó lên hoạt lộ sau này thì ai gánh đây phòng tham chính cụ ho hai tiếng nói À, đại nhân Bát sách, tám cái sách bình man này Kỳ thực là bát sách phục man Sau khi đã bình man Có thể nghị đàm sau ừ, Còn bây giờ khó khăn nhất chính là Cứu thế tử ra như thế nào đây Bình ổn phản loạn ra sao Trong năm thành hóa triều đình Đã động dụng hơn 20 vạn đại quân Về, về núi 4 năm Thế nhưng cũng chẳng làm gì được bọn chúng kìa Dương Lăng nhướng mày Ngang như nói Sự do người làm Luôn có thể nghĩ ra biện pháp được Đừng lúc nào cũng năm đó năm đó Rồi cứ định ra cho mình một mục tiêu không thể vượt qua được Vậy làm sao còn có thể vượt qua được nữa đây Vĩnh lạc hoàng đế Ngũ trinh tái bắc Đánh đến mức thắt đát chỉ nghe tiếng đã chạy rồi Sau sau cái biến thổ mộc báo Ngay cả kinh thành bách quan trong chiều Cũng không cho hoàng thượng ra ngoài Kết quả là như thế nào đây Hoàng thượng thân trinh đại đồng Kết minh với đó nhan tam vệ Rồi đánh cho bá nhan hỏa si quang mũ cầy giáp Giặc qua đông doanh tập kích quấy rối hải cương hơn trăm năm Bây giờ trong nháy mắt chẳng phải đã tan thành mây khói hay sao? Lạch trời cố nhiên khó có thể vượt qua được. Thế nhưng bổn quan cũng không tin chỗ đất chúng này không thể bước qua được. Sau đó hắn vung tay lên chỉ ra phía bên ngoài chướng nói. Bảy vạn đại quân của ta hạ trại kéo dài suốt hai mươi dặm Mỗi người chọn lấy một giỏ gánh đất thôi thì cái khe sâu này cũng có thể lấp đầy được. Núi cao này cũng có thể đắp lên thêm một ngón. Ta cũng không tin sẽ không có biện pháp gì đối phó với đám người man này cả hiểu rõ được sự kiện lần này và mâu thuẫn giờ nay của bách tính nơi đây, đây, dương lăng cảm giác sâu sắc lần diệt phỉ bình định này khó khăn trùng trùng, muốn hóa giải được cội nguồn của mâu thuẫn này mới càng khó hơn. chủ ý của yên cao tài có thể sẽ loạn một thời, nhưng cho dù trong thời gian mình nhậm chức loạn đến 10 năm, nhưng có thể giữ được sự bình yên trăm năm, đây mới là đạo làm quan vì dân. trong lòng hắn đã thẩm có tính toán tạm thời hoãn kế hoạch lại lại, đang nghĩ muốn bàn bạc kia lớn một phen với chúng quan viên về điều kiện để chiêu an đô trưởng man có thể nhượng bộ thì bên ngoài cửa có một thị vệ vội vàng bẩm báo bẩm không sai đại nhân cửu ti thành á đái tu trưởng phái sứ giả tiếp gấp dương lăng rất bất ngờ trông mong lâu như vậy sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này thật cũng quá khéo hắn lên vội vàng chỉnh tư thế nói truyền hắn vào kiến dương lăng nhìn lướt qua yên huyện lệnh một thân áo trắng bèn nói yên đại nhân mời mặc quan bào và tạm ngồi xuống một bên đi. dạ vâng. yên cao tài đáp một tiếng, vội vàng mặc quan bào lại, quay đầu lại cửa ngồi xuống. quan viên bên cạnh lặng lẽ dịch kế vào bên trong. động tác tuy nhẹ khó nhìn thấy, thế nhưng yên cao tài lại có thể cảm nhận được, trong lòng không khỏi thấy bi thương. Hề, hey, địa phương thì bất ổn, thượng quan chỉ biết đè ta phạt ta. ta muốn làm cái gì đó, thượng quan lại muốn ngăn ta cản ta. một kẻ làm quan uất đức như ta đây chỉ nói ra mấy câu trong lòng đã bị các người ghét bỏ đến như vậy rồi hay sao? Chỉ chốc lát sau, có hai người đàn ông đằng đằng đi vào cửa xoáy trướng. Vóc dáng hai người này cũng không vạm vỡ lắm, chỉ là ăn mặc thùng thình, trên người đeo đầy những thứ linh tinh. Đầu tóc dưới bời lại còn tết thêm vài miếng tóc nhỏ, khuôn mặt màu đồng cổ. Bắt mắt nhất là chiếc vòng bạc to bự ở trên cổ. Ngân sản nơi đây rất phong phú, chiếc vòng bạc đó xem ra cũng phải nặng tầm 7-8 cân. Hai người kia thông hán ngữ nghênh ngang đi vào xoáy trướng thần sắc ngông cuồng ngạo nghễ đã mắt qua mọi nơi đứng chống eo nói ồ oh, thục vương không đến sao to gan thị vệ hai bên bỗng kích động tay ấn chui đao xuống dương lăng xua tay cười nói vương gia quý thể long trọng sao có thể đến nơi như thế này được nơi này do bổn quan làm chủ thổ ti các ngươi có gì cứ nói với ta là được hai kẻ người man cười ha ha một người trong đó cười nói Vương gia thì như thế nào? Con trai của vương gia các ngươi chẳng phải ngoan ngoãn đến cầu chúng ta, cầu chúng ta quay về thôn trái và đưa ra một đống các bảo đảm hay sao? Người còn lại chỉ vào hắn nói, Người chính là tên dương chém đầu đó sao? Nghe nói người muốn tác chiến cùng với dũng sĩ đô trưởng man chúng ta, chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Cho ngươi mượn đôi cánh cũng bay không nổi lên cửu tuy thành đâu. Gã nhìn Dương Lăng một lượt từ trên xuống dưới, hình hạch rồi cười nói dương chém đầu sao một đau của ngươi chém nổi đầu của a cấp bối ta sao họ a sao vậy hẳn là họ hàng của đại đầu lĩnh đô trưởng man rồi dương lăng khẽ mỉm cười nói bổn quan chém đầu người chỉ dùng miệng không dùng đau rồi hắn không đợi a cấp bối kia hỏi hắn liền lớn tiếng nói trên trời của đức hiếu sinh triều đình có ân giúp đỡ bổn quan khai quân mấy ván cho tới nay không đụng đến cây kim sợi chỉ nào chính là muốn cho các ngươi một cơ hội Bổn quan hỏi ngươi, thế tử hiện giờ có khỏe hay không? A à, đại công nguyện hàng không? Các ngươi đánh giết mấy huyền, đốt vô số nhà cửa, giết hại gian dâm, dân chúng vô số. Có thể nói tội ác tè trời. Nếu như đến đây chịu buông bỏ vũ khí, giao nạp thế tử, ngoan ngoãn nhận triều an, bổn quan có thể bỏ qua chuyện cũ, ân triều đình rộng lớn, thì cũng lắm cũng như thế này mà thôi. Các ngươi đừng không biết tự ái, phụ ý tốt của triều đình. Dương lăng thanh sắc đều mãnh liệt quan viên hai bên hoảng sợ nín thở không dám động đậy thế nhưng hai tên người man kia lại không hề chớp mắt vẫn nhìn hắn một cách không tự nhiên dưng dưng nói đại vương tử của các ngươi trong tay bọn ta tin rằng các ngươi cũng không dám gây khó dễ tộc nhân chúng ta đâu dường chém đầu đại vương chúng ta đã hạ đại vương chỉ nhiều thế hệ chúng ta sống ở nơi này nơi này chính là nhà của chúng ta người của các ngươi lập tức rời khỏi vùng tự châu này từ nay không được can thiệp đến nhất cửa nhất động của chúng ta kìa không được phái quan viên đến Cũng không được trưng thu gạo Lấy thêm ra một vạn cánh gạo Năm nghìn con trâu cày Chúng ta sẽ thả đại phương tử của các ngươi ra Dương Lăng thần sắc lạnh lùng Như cười như không nói Biết cái gì gọi là triều đình Cái gì gọi là quốc gia Cái gì gọi là người trong thiên hạ Hay là vương thổ hay không Dựa theo lý luận của các ngươi Vậy thì chẳng phải các phủ các đáo Và các bộ tộc trong thiên hạ Đều có thể đem đất của mình đang sống Cắt ra làm của riêng hay sao Bách tính trong các bộ tộc cũng dựa theo đó mà suy ra lớn cắt nhỏ chiếm đất tự trị rồi hay sao nhìn thì như đúng là hợp tình hợp lý kỳ thực Vỡ vẩn tuyệt luân sắc mặt của a cấp bối trở nên dữ tợn phong tham chính vội vàng khuyên nhủ ở khâm sai đại nhân người man không biết quy cú yêu cầu vô đố có thể từ từ thương nghĩ từ từ thương nghĩ a à, đại thủ trưởng đã phái người đến xem như là có thành ý nghị hòa có thể phong đại nhân Hạ quan cho rằng đây là chiêu an đối với bộ phận phản loạn chứ không phải nghị hòa giữa hai nước mà cần tiêm tư cẩn thận. Cái này căn bán là không thể nhượng bộ được. Yên đại thần nói rồi ngang nhiên đứng dậy. Hắn ta ngoảnh mặt làm thinh đã nhìn ra được chuyện của tự châu tiền đồ của hắn ta cũng xem như đã xong. Đám quan viên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hấn hở với kẻ mạnh. Cảnh thái bình giả tạo này tuyệt đối sẽ không dung cho một thất phẩm huyện lệnh nho nhỏ như gã mà không hiểu quy củ này được sống an bình. Cái gọi là đầu chọc không sợ bị nắm tóc con người một khi đã không còn gì để mất Thì cũng chẳng còn gì để phải sợ Uất đức mấy năm nay Hôm nay sảng khoái mà đấu lại một trận Cũng đã xem như nhà được ác khí ở trong lòng Không chừng lại được khâm sai thưởng thức Không chừng lại có thể kéo anh ta ra khỏi Những tháng ngày trong vũng bùn vĩnh viễn Không thể ngóc đầu lên được này Cho nên phong tham chính vừa dứt lời Thì một thất phẩm huyện lệnh Luôn cẩn thận chặt chẽ Nhát gan yếu đuối Lập tức nhảy dựng lên Giống như ăn phải thúc súng Con thỏ lúc tức giận Cũng cắn người cơ mà Húng hồ là một tiến sĩ như anh ta đây Hơn nữa Yên Cao Tài cũng không hoàn toàn tính toán cho tiền đồ của mình Hắn ở đây lâu ngày nên biết rõ Nếu như hôm nay có tạm nhân nhượng Vì lợi ích toàn cục mà Chiêu An được đô trưởng man Thì cái vẻ kiêu ngạo của bọn chúng Cũng sẽ càng tăng thêm Từ nay về sau hoành hành trái phép Giống hệt như có được lệnh đặc xá của triều đình Về sau sẽ càng loạn hơn Duy chỉ có đánh chúng một trận thật đau Một đòn thật mạnh Thì chúng mới có thể phục tùng nhưng thế tử của thục vương lại đang ở trong tay bọn họ đây chính là điểm yếu lớn nhất của triều đình thế tử ở tận trong rừng rậm núi sâu làm sao có thể cứu ra được đây vì ném chuột sợ vỡ đồ lẽ nào lại muốn mặc chúng vơ vét tài sản hay sao yên huyện lệnh công tư song song cân nhắc kỹ lưỡng cuối cùng cũng hạ quyết tâm khí độ tinh thần lúc này của anh ta khác hẳn với bộ dạng khi nãy từng bước lớn anh ta đi đến trước mặt hai kẻ người man cường tráng hơn anh ta rất nhiều nghiêm nghị mà trách mắng các người bắt thế tử làm con tin đã là tội lớn, đốt giết đánh cướp, tập kích quấy rối chư huyện lại càng ác hơn. Hoàng tán mãng y, lạm quyền xưng vương, đây là đại nghịch bất đạo. Ý muốn phân biên cương, cắt đất tự theo, đáng giết cửu tộc. Đại nghịch bất đạo như vậy, phản tặc tội ác tày trời, còn không sớm bỏ tay chịu chói xin hàng với triều đình, không ngờ còn dám co cò kè mặc cả hay sao? Chi Châu Phùng Kiến Xuân vừa nghe xong liền quính đít. A đại tù trưởng mặc mãng nghi quan bào khi xuất hành trên đầu che lọng vàng phòng theo thiên tử đại minh hành động lạm quyền giống như xoán nghịch phải biết rằng cường đạo thổ phỉ chiếm núi làm vua trong thiên hạ nhiều không kể xiết triều đình trì hạ cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ được nhưng a đại tù trưởng hoàng tán mã nghi lạm quyền xưng vương điều này thì không phải bất kỳ một hoàng đế nào cũng có thể dễ dàng tha thứ ban ngày không có hai mặt trời nước không có hai vua tin tức này nếu rơi vào tay kinh thành chắc chắn một điều rằng sẽ có mấy chục vạn đại quân đánh thêm một vài năm nữa. Quan viên đất thuộc hiện tại cố ý lạm nhạt. Lúc đề cập chuyện này thường dùng giọng điệu đàm tiếu trêu chọc, khiến người ta không chú ý đến sự thật A Đại đã đi quá giới hạn mà coi nó là chuyện cười khỉ mặc y quan. Hiện tại in huyện lệnh nếu nói ra một cách long trọng lại trong trường hợp như thế này thì không còn ai dám cố ý giả bộ ngớ ngẩn nữa. Vốn chỉ là xung đột bộ tộc đã gây nên rối loạn đan xéo Bây giờ tội danh như vậy rơi vào tai khâm sai, tính chất lập tức đã thăng cấp. Trong lòng Phùng Kiến Xuân nóng như lửa đốt, lại nhất thời không tìm được lý do làm lệ, chỉ đành quát lớn. Yên cao tài, khâm sai đại nhân cùng lai sứ nghị sứ, đầu đến lượt ngươi ra mặt, mau mau lùi xuống cho ta. Yên cao tài, mặt đỏ bừng lên, còn chưa kịp lui ra, A các Cáp Bối đã ngửa mặt lên trời, cười ha hả, dương dương đắc ý mà nói. À, 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 à. người hán các ngươi là vô dụng nhất kìa đại vương tử của các ngươi trong tay bọn ta các ngươi nói có lợi hại đến đâu đi chăng nữa ta cũng không hiểu có điều hôm nay nếu các ngươi không đáp ứng yêu cầu cắt đất giao tiền cho đại vương nhà ta thì đại vương tử của các ngươi sẽ bị mất đầu không không được chúng quan viên văn võ cùng kinh sợ kêu lên ngăn lại chỉ có yên cao tài nắm chặt hai tay ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười như thúc thẳng lên mái nhà nhất thời quan viên văn võ ngơ ngác nhìn nhau ngay cả hai tên người man là a cấp bối cũng ngây ngẩn cả người chỉ có dương lăng nhéo cằm bất động thanh sắc mà nhìn hắn dương lăng mặc dù không biết anh ta có lời gì muốn nói tuy nhiên loại sự việc này cũng đã nghe nhiều thấy nhiều Phạm là văn nhân cười không ngừng như thế này nhất định trong lòng đã có dự tính muốn nói ra ý kiến mang tính quyết định khiến người ta khó được biểu hiện đương nhiên phải rất phối hợp mới phải quả nhiên chỉ thấy yên cao tài tiếng cười to không dứt rứt cục ho hai tiếng mới vừa cười vừa thở mà chỉ vào a cắp bối lớn tiếng nói Hừm, các người muốn lấy tính mạng của thế tử để uy hiếp triều đình cắt đất giao tiền chuộc hay sao màn gì bé téo, kiến thức nhìn nông cán các người đã từng nghe qua sự biến thông mục báo của nước đại minh ta 14 năm trước chưa mọi người vừa nghe xong thì trong lòng đều thầm nghĩ xong rồi lời này của cái tên yêu xấu xa kia vừa nói ra thế tử chu nhượng hữu không cần cứu nữa rồi một câu của yên cao tài ngầm có sắt cơ vô hạn quan viên văn võ vốn muốn thống nhất chú ý lấy sự an nguy của thế tử làm hàng đầu lập tức miệng câm như hến không còn nói ra được câu phản đối nào nữa người lấy tính mạng của thế tử để đe dọa triều đình cắt đất giao tiền để đô trưởng man tự lập làm vương hay sao người có biết biến cố thổ mộc bảo năm đó hoàng đế chính thống rơi vào tay ngõ lạt thái sư triều đình đại minh đã xử lý như thế nào hay không a à, cấp bối đương nhiên không biết thế nhưng quan viên văn võ có mặt tại đây có ai là không biết đây sau khi hoàng đế đại minh bị bắt đi triều đình không cùng giã tiên đàm phán bất kỳ điều kiện nhục quốc nào cuối cùng giã tiên cũng chủ động hạ thấp tiêu chuẩn trước chỉ đòi tiền tài không cầu đất đai triều đình đại minh căn bản cũng không thèm chú ý tới thà lập tân quân khác hoàng hậu cũng bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiền riêng của mình cộng thêm một ít tiền vàng từ nhà mẹ đẻ gom góp tới đưa đi hy vọng hoàng đế có thể được tha Ta hỏi, thử hỏi xem kiểu ngũ chí tôn của triều đình bị bắt đi, triều đình đều không có kẻ mặc cá với ngõ lạt. Vậy thì là một đô trưởng man dưới sự trị vì của đại minh lại mang lòng tạo phán, bắt thế tử của thục vương làm con tin. Triều đình có thể đáp ứng các ngươi bất kỳ một điều kiện nào, khích lệ dáng vẻ kiêu ngạo của các ngươi như bây giờ hay sao? Câu này của Yên Cao Tài hỏi rất lợi hại, anh ta căn bản không đang hỏi A Cáp Bối mà là đang chất vấn quan viên văn võ ở đây. Đến lúc này, cho dù là khâm sai như Dương Lăng cố ý nhường Chúng quan viên cũng không dám công nhiên Chủ trương đàm điều kiện với đô trưởng Man Thỏa hiệp nhượng bộ Lấy sự hy sinh lợi ích của địa phương Và triều đình làm điều kiện đổi sự tự do cho thế tử Thấy chúng quan viên văn võ im miệng không nói Chu nhượng cận Ở một bên về mặt lo lắng Trên trán đã thấm ướt mồ hôi Thế nhưng ở trong trường hợp như vậy Với thân phận của gã và nhân vật đại biểu ở phía sau Càng không tiện để yêu cầu thỏa hiệp Dương Lăng vốn không muốn vì một thái tử chỉ biết chấp hành chính sách bình định, tự động dâng tới cửa để người ta bắt làm con tin mà khiến cho mấy vạn đại quân sợ đầu sợ đuôi, chịu nhiều trái buộc. Mạng của thế tử là mạng, chả nhẽ những binh lính vác thương vì nước kia lại không phải là mạng hay sao? Lúc này đã có được cái cớ danh chính ngôn thuận, Dương Lăng không cần phải e dè sắc mặt của thục vương. Ngư khí cũng trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Tính cách của người đô trưởng man thẳng thắn. Đàm phán lại không dùng lời nói sắc bén A cấp bối một mực chắc chắn, trừ phi triều đình nhượng lại từ châu, nếu không quyết không phóng thích thế tử. Dương Lăng mắt thấy, căn bản không còn chỗ nào để mà thương lượng với bọn họ nữa, liền rõ ràng trực tiếp nói. A cấp bối trở về nói với A đại tù trưởng của các ngươi rằng, bổn cơm sai phụng chỉ hoàng thượng, tuần thú thiên hạ. Đồ trưởng man tùy ý làm bấy, đã đúc thành xe lầm lớn, hy vọng ông ta quay đầu đúng lúc, phóng thích thuộc vương thế tử. Đến chịu đòn tỉnh tội với bổn khâm sai, bổn khâm sai vẫn câu nói đấy mặc dù ông ta cướp bóc một số huyện giết người vô số tội thành chồng chất ra chỉ cần ông ta quay đầu đúng lúc thôi chịu xuống núi trở về trong thôn trái không tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại triều đình bổn khâm sai vẫn có thể thay mặt triều đình xá tội chuyện cũ bỏ qua ông ta vẫn là thổ ti thế tập được triều đình thừa nhận lợi ích cá nhân sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào cả đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà triều đình có thể làm được Dương Lăng từ từ đứng dậy, từng bước đi xuống khỏi xoáy án, nghiêm nghị nói: "Mấy vạn đại quân của bổn quan sẽ không chờ đợi vô kỳ hán, trở về nói với A Đại, bổn cơm sai hạn định trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày mai, sau 7 ngày, nếu như A Đại không phóng thích thế tử, không xuống núi quy hàng, thì lúc đó bổn quan diệt phí bình định." Đám người A cấp đại đã quen với sự khắc chế dễ dàng trong quá khứ của triều đình đến mức không có ai ra gì. Cộng thêm bọn họ nhớ mãi không quên chiến tích quy hoàng trong năm thành hóa, 20 vạn đại quân của triều đình cũng không làm gì được người của bọn họ, cho nên không chút phật lòng với sự uy hiếp của Dương Lăng. A à, các Đại kinh miệt cười lạnh một tiếng, quỷ quyệt chắp tay một cái, rồi cùng lên tên hạ thủ kia nghênh ngang rời khỏi xoáy trướng. Dương đại soái nhà ta đang gặp qua Hoa đương Bán Nhan và Hỏa Si, ở Giang Nam lại diệt mấy vạn giặc qua, chiêu hàng tứ đại hải tặc, ở Đông Nam thu phục Malacca, tư lệnh hải quân Bồ Đào Nha xin hàng, quốc vương Malacca cung kính tạ ơn, làm sao nghĩ đến được ở tự châu nho nhỏ này không ngờ lại bị một bộ hạ của thổ ti nho nhỏ miệt thị như vậy thị vệ dễ tay ai ai cũng tức giận trong lòng còn dương lăng thì thần sắc vẫn tự nhiên vô tư không thèm chú ý tới cho đến khi bóng của a cắt bối đi xa hẳn dương lăng mới cười dài nói yên huyện lãnh nghe nói nơi đây, đây vào thời cổ hán từng lệ thuộc nước dạ nang hay sao yên cao tài quả thực đúng là tài cao danh xứng đê tên đối đáp chơi chảy mà nói đại nhân học thức biên bác thủ đô nước dạ lang nằm ở quý châu hiện nay nhưng lãnh địa của dạ lang vương xác thực từng kéo dài suốt qua các khu vực bộ phận vân quý xuyên cho nên mới kiêu ngáo ngông cuồng tự đái hỏi ra câu hán và ta ai lớn hơn khiến cho thế gian cười suốt ngàn năm kìa dương lăng sau khi nghe xong ngẩng đầu cười to tiếng cười vừa dứt dương lang phất đống tay áo xoay người bước nhanh trở về trước xoay án vô kinh mục đường cao giọng quát văn quan võ tướng trở về tự chuẩn bị chiến đấu sau 7 ngày bổn soái sẽ thăng đường tất cả lui nghị sự trong soái trướng đã kết thúc dương lăng giữ lại một mình yên cao tài nghị sự riêng với anh ta yên cao tài mừng thầm xem ra mình cuối cùng cũng nhận được sự chú ý và thưởng thức của dương đại nhân rồi vừa rồi anh ta ngồi đó kinh ngạc dững sờ đúng lúc trong lòng có một nan đề khó giải giờ phút này thấy dương lăng vẫn còn công việc diệt phỉ muốn anh ta cố vấn vừa khéo đem chuyện này cầu cứu giang lăng trước đợi chúng quan viên đều ra ngoài hết yên cơ tài mới chỉnh ngay ngắn mũ quan không người thi lễ nói đại nhân đã không loại bỏ chức vị của hạ quan thì hạ quan vẫn là huyện lệnh của nơi này sau khi đô trưởng man cướp bóc phóng hóa rất nhiều bách tính không nhà để về áo không gạo không cộng thêm những dân chạy nạn từ các huyện lân cận tới số lương thực tồn trong nhà của hạ quan đã cạn rồi hạ quan vừa rồi hoàng hốt thất thần chính là vì phát óc suy nghĩ xem có biện pháp giải quyết nào hay không nếu không kịp thời phát gạo hạ quan lo lắng người dân vốn mang lòng oán hận sẽ gây sự hey, nỗi khổ này hạ quan thay mặt cho dân chúng chịu khổ một phương xin khâm sai đại nhân thương xót cho hả à ừ việc chấn an nạn dân vốn chính là một chuyện lớn các chuyện khác tạm thời các lái bổn quan và ngươi cùng đi trước mắt thăm hỏi một chút số nạn dân này nắm rõ chút tình hình dương lăng cũng ngẩn ra rồi mới cười nói hắn đi đến trước xoáy đường ngẫm nghĩ một chút rồi phân phó với thị vệ gọi lý chỉ huy phòng tham chính tô ngự sứ phùng chi châu lên đây bọn họ cũng được xem là quan phụ mẫu của đất thục nên đi xem xem kính thưa quý vị khán giả thân mến tập 130 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây thì nhân tiện đây mình cũng xin nói một chút giống như mấy hôm trước mình đã chia sẻ thì bộ ngược về minh triều này thì nó dính mấy mấy chục chương là tất cả các uh, trang web về, uh, form chuyện là không có phải cắt ghép từ bàn long .us sang vào cái kênh cái cái, kênh 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 có phí nên là cái đoạn này tạm thời mình cứ phải chắp từ bên này vá sang bên kia để mình mình đọc xong rồi phải sửa lại nữa chưa đọc nó không thuận miệng được đôi khi mà mình mình lấy nguyên văn từ từ trong cái bản dịch đến đọc nó không thuận được thuận miệng cũng may là chỉ còn mấy chương nữa thôi chắc là còn một tập hoặc hai tập nữa thôi là sẽ hết cái phần này và sẽ đến phần ngon dịch ngon rồi đấy thì thì uh, nó sẽ khác thì lúc đấy mình mới ra nhanh được còn hiện tại thì mọi người nghe thông cảm thì giữ mạch chuyện thôi một hai nữa mình sẽ ra liên tục được để qua cái đoạn này đã vì làm rất là khó khăn vừa phải chấp vá này vừa phải dịch lại nữa cơ nhưng không thể nhanh được mọi người thông cảm